đang có mặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn và đây là điểm tiếp theo sẽ được tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến thì trong sáng ngày hôm nay tại Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ có khoảng 30 nhân viên y tế sẽ được tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và sau đó sẽ có khoảng 300 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội được tiêm đợt tiếp theo. Và những người được tiêm đợt này là các đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh và có nguy cơ lây nhiễm cao. Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ khoảng 8.000 liều vaccine ngừa COVID-19 trong số lô vaccine nhập khẩu của AstraZeneca. Và sáng nay thì ban lãnh đạo của Sở Y tế Hà Nội cũng đã có mặt tại đây để giám sát và chỉ đạo việc tiến hành tiêm chủng cho các nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, trong đó thì đã có kịch bản cụ thể cho cái việc là những cái địa điểm tiêm chủng cũng như là cái mô hình của các địa điểm tiêm chủng làm sao mà thật sự an toàn cho người dân khi đến tiêm chủng.